mẹ ta không biểu là thông nó cũng ngầu đây, nó đâu có biết thèm mượn điện thoại. Các chị có miếng tôm nữa. Ô bé cho con một bị rồi. Đây là miếng chi nha mọi người, miếng chi nè. Đâu quay vô. Mà nước chi này quá. Còn đó em vô. Con đem gì đây con ơi? Cô bé cho con đem ngàn ở đây cô. Mua đủ hết. Ừ, chị mua thấy đó. Còn mấy cái này nữa. Tây tô. Mít. Mít kho. Tây mít kho nữa nha. Ừ. Bánh cuốn. Cỏ cho nó miếng bánh cuốn cô. Ngại kêu ngầu đi cô. Cô gái. Bố vô có gì không nhỏ? Đây là bán chi bán ở chợ ăn. Đó, bà chủ quán đó. Cái này là miếng xào không? Miếng xào. Miếng xào vào đây gì? Dưa cải. Dưa môn. Dưa môn. Bé cho con 10.000 đậu luôn nha. Đậu kho rồi đó. Mày... Hết mất một quay. Còn nhiều để mượn. Mua gì hết. Bán về luôn. Bây giờ bà trồng được mấy? Đây là cái đó khổ. Lên đi. Cái này là đồ xà lộn xộn nè.